Đeo khẩu trang vô. Đeo khẩu trang vô. Kéo trang vô. Kéo trang lên chơi. Em đeo khẩu trang lên. Còn bố Đức nữa. Bắt lại liền. Đi lại đó đi. Em nó bị bắt lại à? Em nó làm gì? Đi lại đó đi. Luôn á. Không không không. Đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Bây giờ tôi mời đi đâu đây? Em có chạy không? Em làm lắm. Đi lại đi. Không có nghĩa đâu. Đi lại đường 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 em đang còn nghĩa là gì mà em có biết đâu mẹ biết đâu lớn rồi đi lên mà đi lên đi lên đi lên bắt mày bắt mày công đầu này cho thôi đừng làm nữa thôi làm cái gì mà mẹ cô nói thật ra cái này đi lên nhà em gần đây mình có đang phải kinh kinh tế đâu đi lại đằng kia đeo một đeo cam màu đeo một đi cho mũi ra bố nào cũng vậy chưa đó. Đi ra bảo đang không? Đi ra bảo. Đi ra bảo. Muốn tỏ lắm. Đi ra bảo. Nữ bạn nó phải luôn nó đứng đây cãi. Đúng rồi, phải rồi. Còn nếu nó không phải. Nhưng mà con nhà ở đây không biết ở đây à. Dạ có gì, bất cứ giấy. Đi ra, phải có giấy tờ. Dạ có gì, bất cứ giấy. Đi đi. Giấy này là giấy xét nghiệm. Giấy xét nghiệm. Giấy xét nghiệm đây này không có đủ điều kiện ông đi đâu mà ông về phường luôn. Áp tải về hết. Áp tải về hết. Em xin lỗi, em sai chưa? Không có lỗi. Sai. Đi mua đồ cái gì? Áp tải về. Áp tải về. Không có. Xe về quỹ ban phường làm việc. Phạt 2 triệu hả? Lố khùng. Đi rồi, đúng rồi. Em kiện với anh á, em xin đâu rồi. Bắt đầu nhiều đi. Ở đây có chạy được. Đi ra đi. Đi xin lỗi người ta đi. Không có xin lỗi gì hết. Bây giờ làm việc. Anh ơi, em nói thật cho em xin lỗi em đừng có mẹ. Đi ra kia. Đi ra ngoài đường là đi thẳng rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Ra đường không lý do, người phụ nữ liên tục kéo khẩu trang xuống nì nậm cãi cố. Mày cho tao lên phường hả? Lên phường tao kiện đó. Vừa xin lỗi xong chưa khỏi mồm, người phụ nữ này đã chửi bới ngay các chiến sĩ công an khi được yêu cầu về phường để xử lý các lỗi vi phạm. Những ngày vừa qua, đợt dịch Covid-19 tái bùng phát lần thứ 4 đã khiến cho nhiều tỉnh thành phố phải áp dụng các biện pháp mạnh hạn chế người dân đi lại tự do. Nhưng có một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, chưa ý thức được toàn diện sự nguy hiểm của dịch bệnh, vẫn muốn ra đường những ngày thường. Thế nên lâu lâu lại có thông tin hoặc hình ảnh clip ghi lại cảnh người dân ra đường đi dạo, tập thể dục hoặc vì việc cá nhân. Nhiều người còn đòi thông chốt, thậm chí không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng với những biểu cảm và hành động gây bức xúc dư luận. Điển hình như đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, không ai đồng tình nổi. Theo như người đăng tải cho biết, người phụ nữ này cùng chồng ra đường không có lý do chính đáng khi qua chốt kiểm dịch. Được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng người này không có, lực lượng chức năng yêu cầu về đồn để giải quyết thì người phụ nữ liên tục cự cãi, xắn gấu quần, chỉ tay, chửi bới và đòi gọi điện thoại cho bố. Người phụ nữ liên tục chỉ tay, cãi cùn, không chịu chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Suốt clip dài hơn 3 phút, được người đi đường quay lại, người phụ nữ này có nhiều biểu hiện bất thường. Chị ta vừa cãi cùn vừa liên tục kéo khẩu trang xuống và thanh minh. Nhà em gần ngay đây, các anh kỳ cục vừa thôi, để em gọi điện cho bố em. Lúc này đồng chí công an nói, gọi cho ai cũng vậy thôi, mời chị về phường làm việc chứ không phải đứng đây. Sau một hồi ngúng nguẩy, lớn tiếng làm náo loạn, cuối cùng người phụ nữ này cũng buộc phải lên phường làm việc về hành vi vi phạm của mình. Mặc dù chưa xác định được sự việc này xảy ra tại đâu, song thái độ bất hợp tác chống đối của người phụ nữ trên
đã khiến nhiều người ngán ngẩm. Bởi hiện tại cả nước cũng đang phải chịu áp lực rất lớn từ nguy cơ dịch bệnh xâm phạm. Việc người dân ở yên trong nhà chỉ ra đường khi thật sự cần thiết sẽ rất quan trọng cho công tác phòng dịch. Chính vì thế, những hành động xấu xí như chị gái nói trên không chỉ khiến cho lực lượng chức năng phiền toái mà còn làm cho người dân bức xúc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.